Hello các bạn, ngày hôm nay là cái buổi học cuối cùng và mình có đem đồ ăn đến lớp để cùng mọi người ăn tiệc kêu bằng tiệc Tế Niên cuối khóa và chia tay lớp học. Thì ngày hôm nay mình sẽ không có đi học, chỉ là đi họp mặt và đi chơi ăn thôi mọi người. Thì mời mọi người theo chân Minh và con trai đi học nha. Mọi người, thì ngày hôm nay cái món em đem theo là xoài và một con gà quay nha mọi người. Rồi còn mấy anh chị thì đem theo bánh. Đây đây một hộp bánh nè mọi người, một hộp bánh. Còn với em thì trái quýt. Chị này chị trái quýt đây, chén bát đã chuẩn bị sẵn. Rồi chuẩn bị bingo luôn mọi người đó. Trong thời gian chờ đợi mọi người đi vào đầy đủ thì Henry có một cái lòng cầu đây. Và anh ấy xây lòng cầu lia lia luôn các bạn. Đó quậy không bạn, thấy không, vô mảnh luôn không. Và cái lòng cầu này dễ thương mọi người. Xong rồi quay qua cái đầu ảnh vẽ lên bảng này. Mà cái vẽ trên bảng là cô giáo rồi nha, cô giáo kéo lại, cô giáo chỉ cho anh vẽ ra mọi người, giống như là kêu mình vẽ đường cho hươu chạy á các bạn đó. Lau đi con, lau bạn. Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay lớp của mình là bây giờ thì bắt đầu phát cái tờ kêu lô tô các bạn. Xong rồi lấy mấy cái tờ giấy để lên lô tô và bắt đầu kêu lô tô thôi cả nhà ơi. Và bắt đầu lô tô đã kêu rồi mọi người ơi. Mời cả mọi người cùng chơi lô tô với chúng em nhé. Hole 63. 62, 63. Bạn ơi. 63. 63. Gà đang bỏ lên, B4. B4. O 67. 67. O 67. Không có luôn. Ten 41. 41. 41. 11. Sắp đi rồi ạ. 32. 32. 15. Em đợi 15 đợi số 6. Yes. Chị đợi mấy? Chị đợi 15 luôn hả? G 46. Trời ơi, 46 bỏ con số 4 đi. Hả gì con? B15. Bingo. 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 Bingo luôn. Bingo. Đây hả? Yeah, bingo. Yeah, yeah. Thank you. Bingo. Thank you so much. Let's see. 40. B7. Yep. B4. Yep. B10. Yep. B15. Yep. And B12. Sau khi chơi bingo xong thì tất cả mọi người bắt đầu bài biện đồ ăn ra mọi người và bắt đầu cùng thưởng thức những cái món mà mỗi một người sẽ đem theo một món. Thì các bạn làm món nào đem theo thì làm, hoặc là mình có thể mua đem theo, giống như mình thì mình mua gà đem theo. đồ mặn mình trước luôn rồi. Mình ăn đồ mặn trước, mình ăn đồ ngọt sau. Bánh mì. Bánh mì ở trên là có tôm. Qua hai cái hả? Bắp tôm. Các bạn ơi, sau khi mà chơi bingo xong á, mình thắng được 3 vòng. 3 vòng và được tặng thêm 2 phiếu như thế này. Đó các bạn. Mỗi học sinh được tặng 2 phiếu như thế này. Và bây giờ ông Sáu mình cũng đang cào cái này các bạn. Là cái này, cái nằm giữa là 14 rồi các bạn. Bên phiếu này là của mình hả? Bên đây là của mình lấy cái này cộng lại mới có 12 à, còn này cộng lại mới có 13 à. Rồi này cộng lại 12. Thua đó. Nó lớn mình. Là 4 cây nào cũng thua nó hết. Đâu, cào cái cây này coi. Các bạn nó 15, còn mình được con tay. Đen tay nữa nè. Bên đen tay nữa chi, hai tay là thắng rồi phải không? Cây này thắng được đồng. Ở dưới đồng đó. Trời, phải hai tay này nó cho 4 đồng cũng đỡ. Hai tay nó qua bên đây nè được 500. Đổi số 4 hành tay được 500. Còn không bên đây cũng được nè. Rồi thua. 500 này em rồi, thắng con cá. Thắng được cái. Đi mình chào đi. Đấy. Các bạn, mấy cái này là nguyên cái hàng ngang này nè, khi mà mình cộng lại phải là 1 đồng trở lên mấy chú. Ok, xin chào tất cả mọi người, tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nhé. Bye bye. Cái này là cua đó các bạn.